Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã bắt giữ hai đối tượng cướp của cực kỳ nguy hiểm gây án tại xã Triềng Hắc, huyện Mộc Châu. Đây là những đối tượng có nhiều tiền án. Chỉ sau 2 giờ điều tra, công an huyện Mộc Châu đã bắt giữ được hai đối tượng là Lâm Văn Mẫn, sinh năm 1978, trú quán tại tiểu khu trung tâm, xã Tô Múa, huyện Vân Hồ, và Nguyễn Duy Thuật, sinh năm 1979, trú quán tại bản Long Phú, xã Triềng Hắc, huyện Mộc Châu với hành vi cướp tài sản. Sau khi nhận được đơn trình báo của bà con nhân dân thì lãnh đạo công an huyện Mộc Châu đã trực tiếp chỉ đạo đội cảnh sát hình sự phối hợp với đội cảnh sát giao thông truy theo dấu vết nóng và chia thành các tổ công tác để chặn các ngã đường và các tuyến xe để nhằm truy bắt các đối tượng để tránh các đối tượng đi bỏ về các địa phương khác. Trước đó vào khoảng 10 giờ ngày 26 tháng 5, hai đối tượng này đã thực hiện hành vi tấn công, khống chế và cướp gần 25 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Hoa, trú tại bản Long Phú, xã Triềng Hắc, huyện Mộc Châu, khiến bà Hoa bị thương tại nhiều vị trí trên người. Hiện vụ việc đang được công an huyện Mộc Châu làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.